Chào các bạn. Bây giờ là 12 giờ 29 phút thứ ba ngày 11 tháng 10, tức là ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần. Bây giờ là thời gian cuối thu. Trời bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta chuyển sang trạng thái là hanh khô, giá rét. Trời sẽ ít mưa và nắng hanh rét kiểu như này. Năm nay là năm cực kỳ thuận lợi cho làm hoa vải, đúng như mình nhận định cách đây một thời gian trước. Mấy năm nay là một năm sang năm là có nguy cơ, mình gọi nguy cơ thì đúng hơn, được mùa, bởi vì chúng ta biết được mùa giá rẻ. Cho tới thời điểm này, các dòng vải u và thanh hà mà chưa ra lộc là chúng ta dừng nhá, cho nên khoanh đi. Còn đây là cây thanh hà, cây u hồng nhà mình. Mình bắt đầu phun thuốc sâu từ hôm 20 đến hôm nay, gọi là hơn 20 ngày đã xong lứa lộc các bạn ạ, cực nhanh. Vậy trời bây giờ là đêm và sáng sớm nó sẽ giá rét, rét một chút. Và trưa trưa chiều nó ban ngày sẽ nắng. Đây là một điều kiện thuận lợi cực kỳ cho làm vải. Bởi vì trời hanh khô nhưng ban ngày vẫn nắng. Nó làm cho cây vải quang hợp sản xuất bột đường để nuôi cây. Tuy nhiên lại hanh khô cho nên không ít nước trên cây không phát triển nữa, nó dừng lại. Đây chính là tạo pha nghỉ cực kỳ thuận lợi. Không khéo cũng giống như năm 2017-18. Rét sớm. Nhưng nếu mọi năm từ 19, 20, 21, các bạn đều bảo rét sớm, đều lo làm vải. Nhưng mình nói rét sớm nhưng rét ẩm và không phải là chẳng qua không khí lạnh đến sớm mà thôi. Còn năm nay mình đã nhận định từ trước là năm nay rét và hanh. Thì đến bây giờ đã đang hanh. Còn nhận định của mình có đúng hay không thì nó chỉ đoán mò thôi. Mong các bạn thông cảm. Thì mình chốt lại những thời điểm này. Vải u hồng thanh hà mà chưa ra lộc thì chúng ta dừng. Còn đã ra thì chúng ta cố làm cho nhanh. Vải u hồng như cây vải đầu tiên. Nếu bạn nào mạnh dạn nó hơi ban như thế các bạn khoanh, thì vải sẽ sai chùm. Còn các bạn không mạnh dạn thì các bạn để một thời gian nữa cho già bánh tẻ cho nó khoanh. Còn cây u hồng này là cây nhà mình non nhất. Như bây giờ lá nó đang đỏ, nó không đều, một số nhú như sang thì thấy nó màu xanh, một số đã đỏ thì rất là ok. Còn tất cả nhà mình đều đang màu đỏ rồi. Bởi năm nay mình làm lộc tất cả các loại vải đều sớm hơn ít nhất sau 10 ngày. Ví dụ như mọi năm mình tầm độ mùng 10, mùng 9, mùng 10 mình làm lộc quấy của u thì năm nay mình làm từ cuối tháng 8. Mình đã căn lộc rất là phù hợp. Nhưng tuy nhiên những cây này đều là cây bánh tẻ, cây tơ cho nên giờ đã ban hết rồi. Bây giờ muốn khoanh khoanh được nhất đấy. Đây đang tạo rồi. Cây ngay trước cửa mình nhà mình nhé. Cây quay đầu tiên đấy mình sẽ khoanh các bạn nhé. Trong 1-2 ngày nữa mình khoanh thôi. Cho nên ăn khoanh sớm. Nhưng các bạn đừng khoanh sớm đấy nhé. Các bạn nên khoanh muộn một chút. Bởi vì mình quen, mình khoanh khi lá hồng và nó chuối. Còn những anh em và các bạn thì tốt nhất nên để lá nó xanh dài chắc mới khoanh. Những cây này mình đều tỉa lộc vào hôm cuối tháng 8. Vậy bây giờ giữa tháng 10, từ khi bắt đầu mình làm lộc thì đó tháng rưỡi lộc cơ bản bây giờ là ok. Những cây này bây giờ mà muốn khoanh cũng được, nhưng mình chưa khoanh. Đấy, cũng khoanh được. Thật ra lộc năm nay như này lại ra sớm gần một tháng. Bởi vì mình thường thường cái giống này, giống u này thì mình khoanh vào tầm độ một tháng sau, từ 15 đến 20 tháng 11. Nhưng vì nó vài tơ, cái nữa mình muốn làm nhanh. Mình làm nhanh u hồng, xong thanh hà, rồi nhanh vải thiều. Để mình dành thời gian chơi cây cảnh hoặc là tao làm việc khác, không đầu tư quá nhiều thời gian về vải. Bởi trong những năm gần đây vải làm ăn rất là chán, giá rẻ,
Việt Nam mình Covid mình đã khống chế thoải mái, nhưng Trung Quốc họ vẫn bị, vẫn ảnh hưởng, rồi chiến tranh. Thì tóm lại trong thời gian này làm ăn rất khó. Cho nên mình làm sớm một chút và cũng đầu tư ít, ít phân, ít công sức. Tóm lại là ít khả lao tâm khổ tứ về mấy cây vải này nữa. Còn đối với vải tháng 3 mình đã khoanh cách đây từ hôm mùng 3 tháng 9. Đây mình quay ở cái đoạn này mình làm video đây các bạn xem nhé. Sắp liền các bạn ạ. Sắp liền. Đây có flash, xem có flash sắp liền các bạn nhìn này. Sắp liền rồi. Đấy, sắp liền. Có nốt liền hẳn các bạn ạ. Có nốt liền hẳn rồi. Hơn một tháng sắp liền rồi. Và những cây này khi mình khoanh thì cũng là khoanh trong bầu còn đỏ các bạn ạ. Khi mình khoanh lọc đỏ lọc như là mấy cây u hồng bao giờ ấy. Đấy, khoanh y những cây u hồng bao giờ. Mình khoanh sạch trơn. Những cây này mình tin không ra lọc đâu, không bao giờ ra lọc. Mình khoanh có kiểu là khoanh xỉ vải không bao giờ ra lọc. Cho mình thích cho năm nay mình sẽ... Những cây này từ khi khoanh rồi mình sẽ khoanh một lần duy nhất. Đây. Mình khoanh thường là mình căn thời gian khoanh. Chứ mình làm theo lọc. Căn thời gian ra lọc này, căn thời gian khoanh. Để cho ít đầu tư công sức nhất. Ui cây này liền này các bạn nhìn này, liền rồi. Chớm liền rồi. Đây cái đúng cái liền này, liền hẳn các bạn nhìn thấy chưa? Liền hẳn rồi. Đấy, liền hẳn rồi. Đâm xem cái này nhá. Thôi, cây này vướng lắm ở chỗ mình làm cây cảnh. Đây nhá các bạn nhá. Mình dâm cây đây. Vậy mình tưới thoải mái. Như vậy mình vẫn ra hoa. Cho nên mình nói là cái giống giống này cực kỳ dễ làm hoa, không cần phải hanh khô giá rét. Mình dâm cây đây mà mình tưới mức độ nhiều nào thì các bạn biết rồi. Ôi. Nốt này cũng sắp liền rồi các bạn ạ. Nốt nó sắp liền. Thì tóm lại thời tiết từ giờ trở đi như sau, đến khoảng độ gần Tết. Đây là thời tiết từ giờ đến khoảng độ tháng 12 nhá. Thì trời cơ bản nhiệt độ sẽ thoảng hoặc có được những giây, những giờ, những phút là 30 độ thôi. Còn nhiệt độ chúng ta sẽ từ 15 độ đến 30 độ. Thời tiết này là thời tiết chúng ta vẫn có thể làm lọc được. Nhưng mà chúng ta phải tưới, phải phun, phải kích. Còn những cây mà đã ra lọc đủ mà chúng ta khoanh thì cũng cực kỳ thuận lợi để chúng ta làm hoa. Bởi vì trời hanh, khô, giá và rét. Ban đêm sáng sớm giá rét, ban ngày nắng, trời lại không khô. Cho nên cây vải cực kỳ thuận lợi cho quá trình ngưng nghỉ. Đấy là điều kiện cực kỳ thuận lợi. Có những cái vải như cây này, mình đã tỉa thưa để làm lọc muộn, để làm video chia sẻ với anh em, thì mình vẫn làm lọc tiếp. Thì về vấn đề vải u hồng vào tháng 3 là giống vải nó cần, nó phù hợp thời tiết là hơi rét nhẹ và ẩm ấm. Cho nên mình không lo vấn đề mà nó ra lọc. Bây giờ, nếu như mình đã làm đủ lọc. Còn với vải thiều thì giống vải nó lại phù hợp với không khí lạnh hơn. Cho nên bây giờ dù rằng trời đã rét nhưng vẫn trên 15 độ cho nên vẫn làm lọc được. Với lại ở mình đây chỉ cần căn lọc này làm sao cho đến thời gian mà trước khi ra hoa 45-50 ngày là bánh tẻ thành thục bánh tẻ thì mình căn khoảng đông chí. Thì từ giờ đến đông chí còn 70 ngày. Vậy là mình cho ra thêm một lần lọc nữa. Ví dụ hôm nọ mình đã bấm tỉa thưa. Đây bắt đầu nhú. Khi lọc trong thân nó nhú thì nó kéo theo lọc đồng cành. Chỉ cần nó nhú trước lập đông khoảng độ 10 ngày. Đến lập đông là mùng 7 tháng 10. Một. Rồi cố gắng làm sao nhú trong tháng 10. Thì sang năm cơ hội có quả vẫn cao. Đấy, thì mình cứ làm. Các bạn cứ theo dõi. Vải mình bắt đầu ở trong nhú rồi. Đầu cành bắt đầu nhú. Đấy. Và mọi năm cũng thời gian này mình bắt đầu mới làm lọc cuối cùng. Bởi cái vải thiều là nó cần rét. Mới có quả. Hai nữa nó chịu được rét cho nên bây giờ vẫn thoải mái. Quan trọng là mình tưới được. Nếu bởi vì trời thời tiết này là thời tiết thuận làm hoa. Bởi trời hanh khô giá rét. Hanh khô nó làm cho vải không ra lọc. Giá rét nó làm vải không ra lọc. Nhưng nó lại nắng. Nó làm cây tích chất dinh dưỡng ở trên ngọn. Cho người ta gọi là tích nhựa luyện đấy. Thì bây giờ hanh khô giá nó khó ra. Thì mình lại tưới ẩm giúp cây vải vẫn ra lọc bình thường.
sau đó cho nó khoanh, đóng lại, mình chốt lại như sau. Đến thời điểm này, Thanh Hà và U Hồng các bạn chưa ra lộc thì dừng. Nếu các bạn cây nào đủ lộc mà có nguy cơ ra lộc hoặc chúng ta cảm thấy khoanh thì chúng ta khoanh, kể cả Thanh Hà, U Hồng, kể cả vải thiều bao giờ chúng ta khoanh được. Nguyên nhân bởi vì trời đã giá và rét, hanh khô cho nên sẽ không làm lộc nữa. Còn vải thiều nếu các bạn cảm thấy đủ lộc các bạn cũng khoanh. Đấy. Tuy nhiên khoanh sớm chúng ta khoanh rộng. Còn khoanh như nào đó kỹ thuật của các bạn. Mình thì tất cả các loại vải U Hồng, vải thiều mình đều khoanh khi lộc non. Nhưng các bạn nên tính toán cẩn thận phải khoanh lộc bánh tẻ, đặc biệt là Thanh Hà. Đấy. Còn mình thì mình vẫn thích làm lộc non. Còn Thanh Hà chúng ta nên khoanh lộc muộn. Còn vải thiều hôm nay chúng ta vẫn làm được lộc bình thường. Miễn sao như mình đây chỉ cần lộc ra trong tháng 10, tức là hôm nay là 11, 15, 20 ngày nữa lộc ra vẫn ok. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình dừng video về mình đăng ngay video. Còn nghỉ một tí chiều đi làm. Đấy, cái vải này xanh chưa?